Vậy nổi luôn. Đến năm 969 thì tôi bắn 91 trận tất cả, bị thương 9 lần, làm cuối cùng là cái mất cái tay. Rồi mất tay. Tôi ra Bắc, năm 69 tôi ra Bắc. Năm 69 bác ra Bắc cho đến năm 75 luôn. Không, à, đúng rồi. Tôi ra Bắc đến tôi học ra đến năm 76 tôi mới gì? Ừ. 76 tôi mới ra trường. Ra gì? Hả? Như vậy là ra từ khi chưa xây dựng gia đình. À ra ra hồi nó mới có không mấy tuổi chứ. À. Đến năm 73 thì tôi mới xây dựng gia đình ở Hà Nội. À tháng 1 năm 33 tôi xây dựng gia đình Hà Nội. Tức là tôi cũng gặp bà vợ tôi cũng bộ đội, cũng sư đoàn 2 luôn. Ra bác. Cũng người Việt Nam. À nhưng mà tôi bây giờ tôi có cái ly kỳ đi. Khi lên nhập ngũ thì bà với tôi ở một ở chỗ. Cái sau đó là bà về bà đi học quân y của sư đoàn 2. Sư đoàn 2 là sư đoàn bộ binh của mình đây này, ở Việt Nam này. À thế là sau đó bà có dọc hót 2. Thế là quân khu 5 sư đoàn 2 mới rút về, bà làm đoàn trưởng đoàn văn công của sư đoàn 2. À tên bà là Mã Hiền. Cái tính biết đến năm từ năm 65 đến năm 69 tôi không gặp bà. Thì đến tháng 3 69 thì tôi đương ở Trà My chuẩn bị ngà mưa mang ba lô lên đường đi bác. Thì đây mới thực tế là rất buồn. Bây giờ có cô cũng vậy thôi, ngà mưa xeo quê hương mà đi trong cuộc chiến, đi đây quanh qua Lào đi về miền Bắc, còn cái chết ở đâu thì chưa biết, xác định là chết ở đâu chưa biết, đi chấp nhận đi mà chết đâu chưa biết. Thì trong cái đêm đó suy nghĩ là mình nào mơ, bây giờ mơ mình đi rồi biết bây giờ mình trở lại quê hương rồi bà con cô bác con bà vân vân như thế nào đây. Trong cái tâm trạng mình cứ bấu rối cứ suy nghĩ rồi. Nhưng mà nhờ cái là tre giả cho cái gốc cây cho người dân tộc nó là anh có một bài gò anh đã với con một gò dũng tráng biết không ngủ được, nhưng mà bác còn suy nghĩ không con một gò này vô trong người quậy biết à, mà gò quậy biết không. Thế là tôi với vừa tre giảm tôi không chuẩn bị tôi có cái đề tôi nghe. Ừ, nghe thật sự thì có thằng bạn tôi có con bồ á, ở cái đoàn mà vợ tôi nấu cơm cho bà vợ tôi, ăn chạy về nó tát tát á, con tóm một con biển hắn đi diễn phục vụ cái đoàn dũng sĩ, tức là bỏ đi phục vụ cái đoàn dũng sĩ gì hắn ở bên kia, tôi mới chào qua gặp bà. À gặp bà đưa cái tôi nấu thơm ơi tôi đi bác chứ không nói chuyện chi bà cho tôi bánh sữa bông biết mấy gói con bột mà của bộ đội gì cho đồng văn công phải cho là tôi bộ răng à bộ ra đó. Rồi từ cái năm 70 bắt đầu bác. Năm 70 bắt cái nó phải bắt ra. Thì bắt ra bà ở Kim Bản Nam Hà đó. Thì Kim Bản Nam Hà thì có phụ lý đi lên. Thì cũng cái thằng bọn ấy ra thăm con bồi không đi với bà vợ tôi. Vậy nữa tôi với hầu nó còn có một ta không viết được. Tôi mới viết mấy chữ tức là gò mẹ đà, gò mẹ mong thì dẫn thì đầy gò con. Chữ trong giấy với cả mấy chữ vậy đó. Thì nó nếu cái phải tám ở đó quê đó. Tôi là tên đó, nếu phải thì gãy gì tôi mạnh. Mà không phải thì tôi xin lỗi. À, thì mới bữa sau gửi vào đường biểu điện cho tôi tất cả. Thì tôi xin phép đơn vị ra thăm mà. Thì gặp ở giữa đó. Thì ở đây đó 2 ngày. Nói chung là tôi với đồng đội đồng chí 2 ngày. Thế là từ đó tôi so bà tiếp 3 năm sau. Thế cái đệ tiếng Việt Nam vô ghi âm bà nghe tiếng khai vô ghi âm rút cho gì đệ tiếng Việt Nam á. Bà là ca sĩ của Đài Giải Phóng. Tức là nó gọi là đệ tiếng nói Việt Nam 2. Ở Hà Nội. À, tức là đề giải phóng ở Hà Nội không cho ai gặp, không cho ai gặp. Bây giờ bác ca sĩ ra ở đề giải phóng đó. Cái bà nó chị đó chị chết rồi, nó hơi về dầm tí. Cái tôi đi tà liền lan can Hà Nội. À, tức là từ bờ hồ đi về cửa Nam đi ra làng cỏ chuẩn bị về lại. Thì gặp cái chị đó chị Mai đó, chị Mai chị chết rồi trên này. Nó mới âm hiền không? À, tôi nói mấy năm rồi em đâu gặp chị. À hát về đề tiếng nước Việt Nam á. À ở 56 quân sứ đó. À, nói, tôi nói thật hả chị? Bọn nó thật đó. À, mày ơn tham ăn xuống tàu đi. Cái tôi nhả xuống tàu, tôi qua lại. Qua lại 56 quân sứ. Thì vô đó cái ông nó cũng lớn tới nữa bàn cử anh em mình. Bây giờ ổng bảo vệ ổng trong Bình Định. Ổng tập kết. Cái tôi nói chú cho con vô gặp Mơ Hiền chú được không chú? Ổng nói Mơ Hiền nào? Tôi nói Mơ Hiền đoàn ca Nhật Khe. Ổng nói rất ra không được đâu. Đoàn ca Nhật Khe là không gặp được đâu con. Ổng chân mình không, đoàn ca Nhật Khe không gặp được đâu. Vì đoàn ca Nhật Khe bí mật. Tôi nói bí mật gì không nữa chú. Ổng nói thôi, bây giờ tôi con đi có giấy tờ không? Tôi đưa cái sổ thương binh, cái giấy phép của tôi ra cho ổng. À, ổng thấy đó là ổng cũng thương tình, ổng đâu ngồi đó uống nước đi.
ta linh lọt tao bố cố giám đốc hôm nay bố cố ông Thành giám đốc người Huế đó, nó thôi cho ông gặp đi à, hãy dùng giải phóng thôi cho ông gặp. Thế bây giờ tôi ở với trường Bách Khoa đó, đột xe đột lấy tôi thôi, nó một ta không đi xe được, tôi ngồi tuần hỏn đi. Ô ra ngày nào ông cười, từ đó là gì năm 73 cưới vợ đẻ thằng con năm 75 Hà Nội à, đi giải phóng là bả nè cuối năm 75 bả về đó để cho nước Việt Nam về đẻ 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 tiền bả gì hiểu rồi người là ca sĩ mà chồng đồ hoa mà mất một tay một câu chuyện một tình hài rất là có hậu 69 trận và bị thương 9 lần à. Cũng là một cái một người chiến sĩ mà 69 trận tham gia đánh 69 trận mà cũng chỉ và bị thương 9 lần nhưng chỉ mất có một tay thôi. Dạ. À. Em muốn dành một câu hỏi này cho cả hai bác. Nghe những câu chuyện rất là kiên trung, phải dùng từ kiên trung của đồng bào miền Nam đánh Pháp, đánh Mỹ để giành lấy độc lập tự do dân tộc. Đó là một cái niềm tự hào không chỉ riêng của đồng bào miền Nam mà của nhân dân cả nước, và không chỉ của nhân dân cả nước mà ngày đấy nó còn là niềm tự hào chung cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, và cũng là một cái gọi là cái nguồn cảm hứng cho các nhà văn nhà thơ trong nước và nước ngoài. Nhưng ngày nay thì có một cái luận điệu cho rằng đó là một cuộc nội chiến và miền Bắc đã xâm lược miền Nam. Tại miền Nam có một nước Việt Nam Cộng Hòa tồn tại, và miền Bắc đã xâm lược miền Nam để chiếm lấy cái nước miền Nam của chiếm lấy cái nước của Việt Nam Cộng Hòa. Thì thoạt đầu mà nghe những cái lý luận như vậy thì nó rất là gọi là ngu ngơ. Nhưng nếu nghĩ chút thì nó cũng có lý, bởi vì thật sự là ở miền Nam cũng có một cái chính thể hay là phụ thể hay là ngụy thể Việt Nam Cộng Hòa thật, và nó cũng có một cái vị trí nào đó vì nó được những cái nước tư bản ngày đó công nhận, và có một cái hiệp định tạm lấy cái giới tuyến quân sự tạm thời là vị tuyến 17 để tập kết quân đội hai bên. Nhưng bây giờ thì người ta lại nói đó chính là cái vị là một cái ranh giới của một cái nước miền Bắc và một cái nước miền Nam. Đây là một cái điều mà cũng khó có thể chấp nhận, nhưng luận điệu đó thì nó vẫn cứ có và nó vẫn cứ rỉ rả. Em đi từ trong Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và ra đến đây thì tới với những người nông dân, đa phần là những người nông dân biết gì đến miền Bắc đâu ạ. Và họ là những người đứng lên để đánh Mỹ cũng có, đánh Việt Nam Cộng Hòa cũng có. Mà thì em thấy rằng cái luận điệu về miền Bắc xâm lược miền Nam nó không có cơ sở. Và bây giờ thì em muốn nghe chính các bác cho ý kiến về cái dư luận, cái luận điệu, cái gọi là cái dùng là cái gì được. Tóm lại mình cứ dùng cái từ dư luận đi vì nó không chính thống, là miền Bắc đã xâm lược miền Nam, tiêu diệt cái Việt Nam Cộng Hòa để chiếm lấy cái miền Nam, thì quan điểm của các bác như thế nào về vấn đề này? Theo tôi thì thế này, đúng, có những luận điệu như thế mà luận điệu này không phải của đảng và dân tộc Việt Nam, một dân tộc mà những người Việt Nam chân chính thì mới hiện nổi. Thế thì hầu vậy thì tại sao các hiệp định thăng kia giữa vị trí 17, vị trí 17 chẳng qua đó là vị trí theo hiệp định là tạm thời để chờ tổng tuyển cử thống nhất đất nước, chứ không phải là phân chia hơi nước. Còn những cái người hiểu đó là những người mà không phục tùng, cố tình chống lại dân tộc Việt Nam. Chứ tại sao cái hồi trước kia thì ví dụ trong Ấn Độ muốn ra đánh mà miền Bắc lại đánh mà, thì một dân tộc một đất nước kia mà
một dân tộc, một đất nước không thể chia cắt được, không thể chia cắt được cái đất Việt Nam. Thế mà tệ phải đánh bởi vì một cái lý lẽ rất là đơn giản thôi, anh phá hiệp định đó, anh không tổng tiến cử, đưa thành viên về nắm chính quyền, thành lập một cái đội quân, dù dựng lên một cái chính quyền mà lúc đó chúng ta gọi là dân tộc ta gọi là chính quyền ta sai của Mỹ. Mỹ dựng lên, đưa diện lên lên là làm tổng thống và thành lập cái quân đội là quân đội quỷ. Cho nên sau này vì giải phóng mình mà đi vô Sài Gòn thì ở trước đi vô ở Sài Gòn thì thấy cái chủ nghĩa trong đó, mà chúng ta đều là những đứa con bị lầm đường, lầm đường mới theo nó mà chết đem gì đó cho, chứ không phải là nghĩ cho liệt sĩ, không phải cái chuyện này. Còn chúng ta bây giờ từ Bắc tới Nam là nghĩa trang liệt sĩ, một đảng lãnh đạo, một dân tộc Việt Nam, chứ không có hai dân tộc Việt Nam. Còn những người cố tình nói như thế là những người chống lại dân tộc, chống lại dân tộc, không mang muốn gì cái dân tộc này, mà nếu như mà chống lại dân tộc thì chống sao nổi. Bây giờ nó là nước Việt Nam là một dân tộc, Việt Nam là một chân có thể cận sông có thể cận núi có thể mòn, chân đấy đó không bao giờ Bác Hồ ta đã nói rồi, đã dạy rồi, mà Bác Hồ nói câu nói rồi quá chính xác rồi, mà chúng ta là người dân cũng hiểu gì đó, cũng hiểu đó. 54, 50 mấy dân tộc hiện nay á, 54 dân tộc 54 cũng là một cái đất nước của Việt Nam, cũng là một dân tộc Việt Nam, chỉ có phân biệt là giữa dân tộc này dân tộc nào. Là dân tộc thì theo cái tiếng nói là tập quán của họ thôi, chứ còn vẫn là dòng má của con hầm cho lạc, chứ không thể cái được. Thế bây giờ ai là những người ta phải phân loại, ai là những người mà nói ra cái chuyện đó là chiến tranh xâm lược, miền Bắc xâm lược của nó, thì tôi nghĩ cái người đó không phải là người Việt Nam, không phải là một công đồng trở lại, không phải, mà người đó là một người mà những sinh ra và được thế lực phản động mà không muốn cái dân tộc này trở thành một mới nói ra cái chuyện đó thôi. Mà tôi nghĩ rằng những người đó không bao giờ tồn tại trên cuộc đời này, và cũng dân tộc Việt Nam không ai chấp nhận những người đó ở sống trên cái đất nước này nữa, không ai sống được đâu. Chứ mình cũng nghĩ rằng mình cứ lược xử là biết thôi, lược xử biết thôi, có gì đâu, hữu cơ tâm tấn thì mình cũng hiểu gì đó thôi, chứ có gì đâu. Chỉ người dốc nó quá là bị mua chuộc thôi, bị những cái thế lực phản động mà không muốn cái đất nước này hòa nhập với quốc tế và cái sự giàu có của đất nước này, của dân tộc này, thì mới đi theo cũng được cái luận điểm là như thế, luận điểm là như thế thôi. Nó là chứ chuyện gì khi chiến tranh Việt Nam với Mỹ, nhân dân cả nước đứng đây, miền Bắc đưa người vô, đưa quân vô tiếp cho Việt Nam, cho miền Nam, cho miền Nam sao quánh nữa không được. Vậy tại sao làm như thế? Tại sao họ làm như thế? Công một dân tộc mà, lúc khổ có nhau, lúc hoạn nạn phải giúp nhau. Cũng như cái hồi trước có câu là hợp muối kháng đau bất cơn chi nữa đó, phải giúp nhau, nó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của nhân dân Việt Nam phải làm, chứ không có xâm lược ai đâu. Mà để cho một cái dân tộc đó nó hoàn chỉnh, nó tồn tại và nó sẽ tiếp tục với trên thế giới thì thôi, chứ con không phải là nó xâm lược gì, xâm lược sao được. Đúng, ai công nhận cái chính quyền Sài Gòn do tổng thống, có cái đời tổng thống như cô Kỳ rồi Nguyễn Khánh công nhận, thì cũng cái
cái bọn nó dựng lên rồi bọn nó công nhận cho ai đâu có. Chứ có cái nước khác họ mong muốn độc lập có ai công nhận đâu. Có ai công nhận đâu. Đó, mình cứ nghĩ là như thế. Theo tôi á, thì những người đó theo tôi á, những người mà phát biểu như là miền Bắc xem là Việt Nam, tại sao là có chính quyền, người đó không có một trình độ gì phân tích cả. Có lẽ là một trình độ sơ đẻn không có luôn. Mà cái đức tính của người dàn lá đó không phải là dàn lá của người dân tộc, của dân tộc Việt Nam. Và cũng nên biết đi mà thôi. Cũng không, cũng nên dốt gọi cho sớm thì ở lại với dân, với đất nước này, còn không thì thôi kiếm đường gì mà chủ. Chứ đừng có nói bại, đừng có chống lại. Đừng có chống lại cái này. Người ta nói là tại sao dân tộc Việt Nam yếu như thế, phản đánh thắng một cái nước lớn, đó là đế quốc Mỹ, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tại sao họ đồng làng với nhau vì một cái dân tộc mà giàu của mạnh mẽ, thì mong một cái tin tới dân tộc thì cả miền Bắc có mình không, Hà Nội người ở đây trang ni thì chiến trường như thế. Đó. Còn nếu là xâm lược thì tăng chiến tranh bọn tôi làm chi, có cái chuyện là phải đi làm như thế. Phải đi đánh như thế đâu. Đứa là ít nhất cũng phải xá bả thương binh bị một vết thương. Ví dụ anh Tó thì chiến như tôi cũng bãi. Anh Tó gã chân như tôi cũng quà ta quà chân. Ví dụ như thế, làm chi cấm được như thế. Cho nên nhá, cái này thì nếu về phân tích á, thì nó là nhiều. Nhưng mà thôi thì cũng nói những cái nét mà nhìn thấy và sơ đẳng nhất là một người dân Việt Nam đều hiểu điều đó. Rất là cảm ơn bác Ảnh nhé, mời bác Tám. Theo tôi, suy nghĩ của tôi ấy, là cái lập luận đó, lập luận của những ngày, những lời nói của chư hầu của ngày xưa còn trong chiến tranh, lên máy bay chiên mong nói chuyện đó, lập luận đó. Bây giờ có những người họ chưa hiểu hết, họ dùng cái lập luận đó. Tại sao dùng cái lập luận đó? Vì có những vấn đề. Thí dụ như người ta sống ở Sài Gòn, ngày xưa người ta xuống quá. Vì ăn theo một cái gói của Mỹ hiện trợ, thí dụ gói Mỹ Sài Gòn năm nay, năm 2017, nó hiện trợ cho Việt Nam, thí dụ mấy tỷ đô la. Thì mấy tỷ đô la mấy người trong chiến tranh bao nhiêu là còn chia nhau ra ăn trong cái gói đó. Người ta quá sướng, nhà lầu cho hơn, trâu này nó văng thì quá sướng đi. Thì khi giải phóng về thì người ta không mong thấy được cái gì hết. Cái từ chỗ quá sung sướng ở trên trời nó là rơi cha lại xuống đất. Khi đó là cho Việt Cộng về, rồi bác những giờ sĩ quan rút móng ta, rút móng chân, rồi xin lỗi là khao hộ mông nằm trong chiên triền của ngày xưa. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa là bao nhiêu tướng? Tức là 133 tướng, 5 đại tướng, 47 trung tướng, 49 thiếu tướng, 33 trưởng tướng, tức là 133 tướng, trong đó có 5 đại tướng. Thì bây giờ những cái tướng đó qua, thì khi giải phóng, mình giải phóng về là bác được bao nhiêu tướng? Bác được 37 tướng, bác sống 37 tướng, nuôi có tỉnh, tự tử 5 tướng. Tự tử trong đó có tướng độc nhất là tướng Nguyễn Phao Quân, tự tử tại Cần Thơ. Nguyễn Văn Hai, hai người đó là rút súng bắn vào đầu, còn ba người kia uống mà thuốc độc chết. Năm tướng tự tử, bác sống 37 tướng. Thì bây giờ mình hỏi những người tướng đó là hầu hết là tướng của Pháp để lại, có những nam phàn hay là làng tướng luôn. Ông Kỳ, ông Thiều, ông Thích Phan hay là ông Phan. Ví dụ như là ông Lõm đi, tướng Lõm đi rồi đổ trướng Ngô Văn Trưởng về quân khu 1, rồi trướng là tướng Vĩnh Vĩnh Lộc, tức là phụ trách quân khu 2, rồi tướng Nguyễn Hữu Hạnh
tức là phụ trách quân khu tư. À, có cái tướng đó thì bây giờ sau khi á, giải phóng miền Nam thì mình đó được 37 tướng nè, tự tử nam tướng nè, được mấy tướng sau này ở lại phục vụ cách mạng, tức là có trên đó có tướng là Quý Hoàng và Quý Hữu Có sau này nằm trong cái mặt trận Tổ quốc Việt Nam. À, Quý Hoàng tướng chưa đánh được động thôi. À, thì có lịch sử của ông Hoàng, lịch sử của ông Hoàng. Đấy. Tại sao những người núa nó không suy nghĩ là mấy ông tướng bây giờ qua bên Mỹ à? Hắn búa rơi đó. Con tướng là qua bên Mỹ không có ai. Chứ không phải là tướng nào là qua à, ông này bây giờ ở bên đây tiêu tướng qua kia Mỹ hỗ trợ cho tiền tướng nào không có đâu, hoàn toàn không có cái đó nghe. Đừng có mơ. À, đừng có mơ. À, bà Đặng Thị Tuyết Mai vợ của ông Nguyễn Cô Kỳ xuống xuống sân bay ở ở Mỹ chỉ còn trong túi $1,000 thôi. À, không có tiền thuê tiền nhà ở luôn. À, trong nhà 8 người mình nuôi 4 người thôi chứ không nuôi 8 người không cho thuê. Và đúng như thế này. Tại sao cái lần điệu như những người mà nãy là cô nói đó, họ chưa hiểu hết tệ thôi không? Ông Nguyễn Cô Kỳ phó tổng thống mà là qua trở lại Việt Nam, qua trở lại Việt Nam tức là cùng nhân dân Việt Nam xây lại đất nước Việt Nam, xây dựng lại đất nước Việt Nam, tức là đầu tư giống vân vân vân, tức là ở tờ Bình Hà Đông mình qua này. À đây phải nắm được những đó, những người đó người ta không biết. Những người đó làm chi bạn Kỳ, làm chi bạn Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ bây giờ cũng qua đâu là Việt Nam, không bèn nở đất mẹ. Còn những ngày trôi qua, những ngày trầu lậu, nó phải nói phải hiểu nhau vậy. À, tôi xin nói vậy thôi, nói là rất là cảm ơn hai bác ạ. Những cái luận điểm luận cứ mà khó bác bỏ được. Vâng, nhân câu chuyện của các bác thì em lại có một vấn đề này, làm người trực tiếp đánh Mỹ và tay sai của Mỹ thì các bác nghĩ thế nào về cái từ ngụy? Bây giờ người ta cho rằng, không phải người ta mà em có thể nói thẳng là những người mà viết sử của Việt Nam, người ta cho rằng là không nên dùng cái từ ngụy vì rằng là nó thế này thế kia, và họ muốn dùng một cái từ gì đó trung dung hơn, ví dụ như là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn. Không ạ, nếu dùng Việt Nam Cộng Hòa nó lại đúng với cái sự cái tên. À, nhưng họ muốn là dùng cái từ chính quyền Sài Gòn hay là quân đội Sài Gòn để cho mục đích là của họ, nêu ra lý luận của họ là để cho dễ chấp nhận hơn. Thì ý kiến của hai bác như thế nào về quan điểm này ạ? Tôi nghĩ là dùng cái từ nó không sai, nó là ta sai mà. Nó là ta sai mà. Thì không dùng lù quậy lờ là dùng cái gì? Dùng cái gì mới được chứ? Mà chính hắn là quỷ, không ai chống cãi được, không ai chống cãi được. Không phải vì nhân dân phục vụ, mà vì cái bọn tư bản đưa tiền vô mà phục vụ cho nó mà không quỷ sao được. Đấy, cho nên là theo tôi nghe, cho nên là hầu mới ra là đề là chăn dung tướng ngụy sử học, có một cái cuốn sách thì là, rồi nói từng thằng tướng ngụy như thế nào đó. Còn chính quyền thì chính quyền cũng chính quyền ngụy quân ngụy quyền đấy thôi. Thì quân đội phục vụ cho một cái chế độ mà tự một cái đất nước phản động để dựng nó đây, thì quân đội vậy thì chính quyền vậy, mà chính quyền vậy thì quân đội vậy, chứ cái kể cái gì nữa đâu, không không ai cãi được là cái chuyện này cả. Mà chẳng qua là mất đi cái quyền lợi của một nhỏ bé của một số bộ phận trước nay chỉ có biết ăn bón vô một cái số viện trợ và cái số đưa cho một ít tiền gì đó. Nga cả những cái những người mà ở trong nước mình đây trước kia là làm ông này ông nọ đối với mình, nhưng bây giờ thì bị nó mua chuộc đưa cho ít gì đó thì buộc nó không thể nói như thế. À, chứ còn bố là đo quyền với thị đo để cầm quyền là cái gì? Từ trước đến nay ăn cứ gọi đi, không có một chính quyền nào mà không có đảng đạo cả. Ví dụ thân mấy cũng thế thôi, đỡ cần qua đỡ nhân chủ, thì bây giờ nói như thế đó,
chứ hắn có đỏ của hắn chứ, chứ làm sao là nó hai nữa, đo cái gì? Mà từ trước đến nay không có đỏ, ở Việt Nam ta không có đỏ, cộng sản Việt Nam không thể hoàn thành được cái nhiệm vụ sứ mệnh của dân tộc châu Châu là thống nhất đất nước. Không bây giờ